Ừ, chào anh em nhé, bên Tech Bình cho giới thiệu em cái đèn xi nhan của con dây đời 2005. Hàng này của Đài Loan sản xuất. Mã sản phẩm ở đây. Đây là bên lái, right. Đấy. À, anh em mà cần phụ tùng gì, Zalo giúp mình nhé.